Hoàng Áo Đô xin chào tất cả bác. Thì cũng xin cảm ơn anh Tiến tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng có đặt bên em một bộ cấu hình combo của một đôi là JBL Passion 12, một âm ly 506 so jacket và một cục súp bass 30 JBL Passion. Tổng giá trị của bộ combo ngày hôm nay là 11.200.000 đồng. Thì em cũng đang trong quá trình tiến hành test qua chất lượng rồi chuẩn bị đi lắp đặt cho anh. Thì đây đều là những sản phẩm hàng vãi cho ra chất lượng cực kỳ là tốt tại Hoàng Áo Đô. Một bộ cấu hình combo chỉ có hơn 11 triệu một chút. Các bác đã sở hữu cho mình một đôi loa JBL Passion 12. Đây là một trong những dòng loa hàng vãi vừa bị, đây là một trong những lô vừa mới về tại Hoàng Áo nhá. Lô JBL phát sáng có thể xoay 360 độ. Với dòng loa này, mẫu loa này thì được sử dụng một bass 30 và 4 chép chất âm cho ra rất là hay, cực kỳ là tuyệt vời. Hình thức mẫu mã thì đều là những sản phẩm bên em tuyển chọn về khá là kỹ lưỡng nên là hình thức rất là đẹp, nội thất ruột gan. Thì tất cả những sản phẩm hàng bãi tại Hoàng Hà thì bên em luôn luôn cam kết với tất cả các bác là tất cả những sản phẩm này đều bao zin, chưa sửa chữa, chưa thay thế bất kỳ một cái gì. Và đặc biệt hơn, khi các bác đặt hàng thì có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán, hàng đúng như đúng chất lượng, đúng như bên em giới thiệu thì các bác thanh toán. Logo JBL phát sáng này. Đấy, những cặp loa JBL này thì đang có giá là 4.200.000 đồng. Tiếp theo là âm ly 506 sau socket. Đây là một trong những dòng âm ly nội địa khá là hot tại Hoàng Hà rồi, được các bác quan tâm rất là nhiều, được sử dụng IC50195 của Hàn. Và dòng này thì các bác dùng để hát karaoke thì cực kỳ là tuyệt vời nhá. Tất cả đều được sử dụng núm méo này. Đấy, nguồn đồng và tất cả đều là dòng này thì được sử dụng bằng 8 sò sắc kiên, giá 4.100.000 đồng tại cửa hàng. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Hàng mới đến trên 90%. Đèn này, đèn rất là đều. Dòng này thì rất là chất lượng rồi. Rất nhiều các bác đã quan tâm đến những dòng âm ly hàng bãi, hàng nội địa như này. Và đã có những bác khách hàng qua trực tiếp cửa hàng để kiểm chứng chất lượng nội thất ruột gan của nó. Đấy, nên là các bác quan tâm rất là nhiều, các bác đặt mua rất nhiều đối với âm ly này. Cuối cùng trong bộ combo hôm nay là một cục trầm Bass 30, cục trầm JBL Passion. Hàng này cũng vừa mới về nhá. Rất là đẹp đúng không? Bass 30, những cái mẫu sản phẩm của JBL thì các bác cũng có thể biết qua chất lượng nó rồi đúng không? Đây cũng là một trong những thương hiệu âm thanh khá là lớn, cho ra chất lượng cực kỳ là tuyệt vời. Một bộ dàn âm thanh chỉ có khoảng trên 11 triệu một chút, các bác đã sở hữu cho gia đình nhà mình những cái sản phẩm chất lượng cực kỳ là tuyệt vời, có thể hát karaoke hay là nghe nhạc rất là hay nhá. Đấy, hai mẫu sản phẩm đến từ công ty JBL và một con âm ly 506 so socket hàng nội địa. Bộ dàn khá là đẹp đúng không ạ? Bộ dàn cực kỳ là đẹp luôn. Bây giờ thì xin mời các bác cùng đi thưởng thức chất lượng âm thanh của bộ dàn karaoke, bộ dàn âm thanh để cho ra. Các bác có thể đeo tai nghe vào để có thể cảm nhận được rõ hơn. Chất âm cực đỉnh, rất là tuyệt vời.